Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Bây giờ CPU thế hệ 10 của Intel nó đang vô cùng hot, hot theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và để được sử dụng được các mẫu CPU Intel Core i3, Core i5, Core i7, Non-K thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng bo chủ dòng B. Bây giờ đây, phiên bản mình đang có ở đây, B460 Aorus Pro AC, nó đã có những tính năng cao cấp mà ngày xưa vốn dĩ nó chỉ được xuất hiện trên dòng Z. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay xem nó có điểm gì đặc biệt. Nếu như bây giờ mình che đi cái dòng chữ B460 thì liệu các bạn có nhận ra được đây là bo mạch chủ dòng B hay không? Chắc chắn là không rồi. Mình cũng vậy, khi mình nhìn vào mình còn tưởng đây là một mẫu bo mạch chủ dòng Z cơ, thì nó sẽ có được trang bị hệ thống VRM vô cùng chất lượng với 8+2 phây điện. Thì cụ thể ở đây sẽ có 8 phây điện cấp điện cho CPU. Thì với 8 phây điện này các bạn hoàn toàn có thể cắm được CPU Core i7 10700. Còn đối với CPU Core i9 thì nó là một câu chuyện tương đối khác, bởi vì CPU Core i9 nó ăn rất nhiều điện, nó ăn đến tận hơn 300W cơ. Thì với cái mẫu CPU Core i9 ấy, chúng ta sẽ phải nên sử dụng bộ chủ dòng Z của GIGABYTE thì khi đấy hiệu năng nó sẽ tốt hơn. Thì quay trở lại vấn đề một chút, thì khi mà nhìn vào cả 8 phây điện này nó đều được tản nhiệt rất ngon luôn, cả hai cục hít sinh vô cùng lớn. Thì với hai cục hít sinh này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, hoặc ok nhá, nếu như vỏ cây các bạn nó không có khả năng airflow hoặc là các bạn không lắp thêm quạt đấy thì không lo lắng việc bo chủ quá nóng đâu, bởi vì mình đã thử stress test trong thời gian dài, trong vòng 30 phút thì bo mạch chủ cũng không hề báo quá nhiệt ở khu vực VRM. Thế nên các bạn hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề về điện áp hay là độ bền của sản phẩm. Và cái thứ hai nữa đó chính là về phần các công nghệ theo kèm. Khe PCIe X16 được bọc giáp, 4 khe RAM, 2 khe SDM2 cũng đều có hệ thống hít sinh tản nhiệt hết. Thì với 2 khe SSD M2 có hít sinh tản nhiệt như vậy thì các bạn có thể cắm được bất kỳ loại SSD nào mà không lo lắng việc SSD quá nóng. Thì nhân tiện nói đến SSD thì ở đây mình đang có SSD đến từ GIGABYTE luôn, cho đồng bộ. Cả bên này nữa các bạn nhìn thấy bộ cây của mình nó cũng đến từ GIGABYTE luôn. Thì với ổ SSD này là 256 GB, thì đây không phải ổ SSD kiểu Aorus thiết kế nó hầm hố màu mè gì cả. Thì có ổ SSD này nó vô cùng bình thường thôi, nó có thiết kế màu xanh, nó sử dụng 2 chip nhớ 3D NAND và một controller để có thể điều khiển được SSD đấy. Thì theo như trên vỏ hộp nhá, nó chỉ ghi tốc độ đọc tối đa là 1007 và tốc độ ghi tối đa là 1001. Thế nhưng khi mình test ấy, thì loại không phải như vậy, bởi vì đa số các hãng ấy họ ghi yên này và khi test ấy, hầu như sẽ rất hiếm khi đạt được, hoặc đạt được suýt sao thôi. Thế nhưng với ổ SSD này không hiểu vì sao khi mà mình test ra thì hiệu năng của nó lại cao hơn trên vỏ hộp. Có lẽ kiểu GIGABYTE làm ngược so với các phần còn lại. Thì đây mình sẽ lấy ổ SSD cho các bạn nhìn trông chỉ đơn giản như này thôi. Thì với 256 GB là một dung lượng cơ bản để các bạn có thể cài Win này, Word, Excel, các bộ Office hoặc thậm chí cài game một số các tựa game nhẹ nhàng. Còn đối với các tựa game nó nặng hơn như kiểu Warzone ấy thì mình nghĩ các bạn nên mua thêm một ổ SSD nữa để cài, thì khi đấy nó sẽ hiệu quả hơn. Quay trở lại với phần bo mạch chủ một chút đi, thì với cái mẫu bo mạch chủ này các bạn sẽ có tổng cộng là 6 cảm biến nhiệt độ và 5 chỗ để cắm fan. Thì với 5 chỗ cắm fan này các bạn có thể cắm được bao nhiêu quạt tùy cũng được, và với 5 khe cắm fan này các bạn có thể cắm được tản nhiệt nước này, one các thứ nó đều hiệu chỉnh thông qua phần mềm là Smart Fan 5. Đấy, phần mềm tiếng Anh nó là vậy. Thì với cái phần mềm này các bạn có thể điều chỉnh vô cùng dễ dàng trong BIOS. Và điều tiếp theo nữa đó chính là mẫu bo mạch chủ này, nếu như các bạn muốn update BIOS ấy, các bạn không nhất thiết phải cắm CPU, bởi vì thông thường chúng ta muốn update BIOS chúng ta phải cắm CPU rồi. Thế nhưng đối với phiên bản bo mạch chủ năm nay của GIGABYTE, chúng ta chỉ cần cắm cái USB có lưu file BIOS rồi xong bấm một nút Quick Flash ở ngay bên dưới đây, thì khi đấy hệ thống sẽ tự động update cho các bạn. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì ngày xưa nếu những bạn nào mà không biết làm ấy thì làm loay hoay thì thường sẽ mang đi bảo hành. Thì mình là một người cũng may mắn như vậy, mình đã mang bảo hành lên một lần rồi. Thế nên bây giờ công nghệ mới các bạn sẽ nhận được những cái mới mẻ như vậy. Và một số thành phần linh kiện khác giống như các bạn sẽ có cổng mạng LAN, với cổng mạng LAN này đến từ Intel nên chắc chắn tốc độ của nó rất cao. Bên này có Wi-Fi, có Bluetooth và là Wi-Fi 6 nữa. Bây giờ Wi-Fi 6 có thể nó hơi mới một chút, thế nhưng trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa nếu bạn vẫn sử dụng cái combo này thì khi đấy Wi-Fi 6 nó sẽ phát huy được cái hiệu năng khi mà cái tốc độ của nó cao gấp đôi khi so với thế hệ tiền nhiệm. Về mặt công nghệ âm thanh, với chip âm thanh AMP Audio thì hệ sống sẽ tự động điều chỉnh âm thanh tùy theo các sản phẩm các bạn cắm vào. Nếu như bây giờ các bạn cắm loa, cắm mic thì mỗi lần cắm vậy hệ thống sẽ tự động nhận biết và tự động đo đạc sao cho chất lượng âm thanh giá tốt nhất. Còn đối với những bạn game thủ ấy, các bạn cắm vào mic, các bạn có thể là mic có sẵn trên tay nghe hoặc mic rời, khi cắm vào nó sẽ tự động điều chỉnh theo môi trường xung quanh, thì qua đây chất lượng âm thanh khi đàm thoại nó sẽ được tốt nhất. Và phần LED thì sao không thể nào không nhắc tới hệ thống LED RGB Fusion. Thật ra thì đây bo mạch chủ dòng B thôi, thế nên phần LED ấy, nó hơi ít một chút, nó xuất hiện trên cổng I/O và xung quanh main thôi. Còn khu vực outlet ấy, khu vực mà để chipset này nó sẽ không có LED, nó chỉ là một kiểu là mạ kim loại sáng bóng lên thôi. Nhưng như thế là đủ rồi, bởi vì chúng ta sẽ mua thêm những sản phẩm wireless khác cắm vào và đồng bộ LED thông qua hệ thống. Thì ở đây mình sẽ cắm vào đây, đây là tản nhiệt khí đến từ Aorus ATC 800. Thì với hệ thống tản nhiệt này, nếu như bạn nào mà quan tâm mà là fan cuồng của Aorus ấy, thì mình khuyên các bạn mua hệ thống tản nhiệt này cho CPU Intel Core i7 10700 trở xuống thôi. Còn đối với Intel Core i9 10900 trở lên thì mình nghĩ các bạn nên mua tản nhiệt nước của Aorus thì hiệu năng của nó được tốt hơn. Và các bạn RTX 2060 Super cũng đến từ Aorus luôn. Thì với phiên bản này của mình thì mình để nằm ngang thôi. Còn bạn nào thích đẹp và thích tuyệt vời nhất thì các bạn nên dựng dọc ra, bởi vì cả Aorus RTX 2000 Series ấy, nó đẹp nhất. Mình xin khẳng định vấn đề này với các bạn. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để xem các bạn thấy cái bộ PC này khi kết hợp với nhau nó sẽ như thế nào. Vậy thì các bạn đánh giá sao về phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi? Ý kiến của mình nhá, vô cùng mát mẻ, RTX 2060 Super nó quá tuyệt vời rồi. Còn tản nhiệt khí ATC 800 này, tản nhiệt khí CPU Intel Core i5 10400F nó quá dễ dàng và đơn giản đi. Đấy, như mình đã nói, các bạn hoàn toàn có thể mua tản này cho Intel Core i7 10700 nếu như các bạn thích. Còn phần bên này sao? Quá tuyệt vời đúng không? Nó có quá nhiều tính năng khi so với mẫu board chủ dòng B, kể cả so với thế hệ trước, và SSD đến từ GIGABYTE nó cũng rất nhanh nữa. Vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video, và nếu như các bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.